Trong năm 2020, cuộc sống của bạn có nhiều xáo trộn, không được may mắn. Trong công việc bị ảnh hưởng, làm việc gì cũng không thành công. Sức khỏe sa sút, liên tục bị thị phi, tiểu nhân hãm hại. Các mối quan hệ trong xã hội bị ảnh hưởng xấu. Vợ chồng liên tục cãi cọ, gây mất đoàn kết và chán nản, không muốn làm gì. Trong khi đó, nhìn những người khác thì họ sống rất vui vẻ, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn gặp nhiều may mắn. Bạn thật sự ghen tị với họ, nhưng không biết phải làm thế nào. Hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chỉ ra cho các bạn biết tại sao lại như vậy và làm thế nào để hóa giải những điểm xui xẻo trong cuộc sống để có được may mắn, hạnh phúc và thành công. Với mỗi một tuổi đều chịu ảnh hưởng của những vận hạn do năm đó mang lại, gọi là Thái Tuế. Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần cai quản lớn nhất trong năm mà dân gian gọi là thiên tử của năm. Vận khí của Thái Tuế ảnh hưởng trực tiếp đến từng tuổi và từng ngôi nhà mà bạn sống trong đó. Năm 2020, Thái Tuế canh tí trị niên là Lư Siêu Đại Tướng Quân. Vì vậy năm nay có 5 con giáp phạm Thái Tuế. Theo tứ hành xung có Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Tương hại Thái Tuế có tuổi Mùi. Vì vậy những tuổi này đặc biệt cần lưu ý. Chi tiết như sau. Người tuổi Tý gặp năm canh Tý 2020 chính Thái Tuế. Vì vậy những người tuổi Tý bị phạm Thái Tuế. Vận trình của năm gặp nhiều trở ngại về công danh, sự nghiệp, sức khỏe cũng bị giảm sút. Tuổi Ngọ trực xung với Thái Tuế, vậy nên làm việc gì cũng bị cản trở, khó khăn, dễ bị cạnh tranh, thị phi bám đuôi nên vận trình năm 2020 có nhiều biến động lớn. Tuổi Dậu và Thái Tuế, vậy nên vận trình của người tuổi Dậu năm nay kém, tiền tài, tình duyên và các mối quan hệ xã hội bị phá hoại nghiêm trọng. Tuổi Mão tương hình Thái Tuế, về vận trình năm cũng gặp nhiều biến động mạnh, đặc biệt là công danh, sự nghiệp và sức khỏe. Tuổi Mùi hại Thái Tuế, vậy nên nhân duyên không tốt, sẽ gây mâu thuẫn, sẽ bị hiểu lầm. Năm nay 2020 canh Tý sẽ bị thị phi, tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng trực tiếp đến công danh sự nghiệp của năm. Bên cạnh 5 tuổi xung Thái Tuế, năm 2020 canh Tý có 3 tuổi hợp Thái Tuế là vận trình của năm rất tốt. Đó là tuổi Thân, Thìn, Tam hợp Thái Tuế, tuổi Sửu, Lục hợp Thái Tuế. Vậy nên đây là 3 con giáp cát lành nhất, được quý nhân tương trợ nên không gì tốt bằng. Bởi thế cho nên cần phải có những phương án nghênh Thái Tuế để được các thần tương trợ. 4 con giáp còn lại gồm những tuổi: tuổi Dần, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Tuất, cát hung lẫn lộn. Vì thế khi ngày tới cần phải nghênh Thái Tuế để được các thần tương trợ, giảm trừ hung tinh, tăng cường cát tinh để vận trình của năm được thuận lợi, hanh thông. Khi biết được mình là tuổi nào trong những con giáp trên, bạn có thể hoàn toàn hóa giải được vận hạn của mình hoặc kích thêm may mắn, thuận lợi và thành công. Sau đây là 5 cách hóa giải mà các đạo sĩ, phong thủy sư cùng với những nhà nghiên cứu về tâm linh lưu truyền trong dân gian từ ngàn đời nay. Đầu tiên, sử dụng kim bài Thái Tuế năm 2020. Người xưa có câu Thái Tuế đường đầu tọa, vô hỷ ắt hư họa. Có nghĩa là với mỗi năm khi Thái Tuế đến thì ắt sẽ có những việc đến theo, các hung tùy vào từng tuổi và từng phương vị. Thái Tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh bất nghi động, những tuổi phạm Thái Tuế thì hung họa khôn lường. Vậy nên, để hóa giải, cần phải luôn mang theo bên mình một thẻ kim bài Thái Tuế. Kim bài Thái Tuế có 2 mặt, mặt trước in hình vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau in lệnh phù Thái Tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm Thái Tuế. Để kim bài Thái Tuế trong ví, sau ốp điện thoại, mang trong túi, đặt trong ngăn bàn làm việc, sẽ hóa giải được vận hạn của năm, mang lại bình an, may mắn cho gia chủ. Luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân. Trong năm 2020, công việc của bạn không được hanh thông, luôn bị tiểu nhân hãm hại, thị phi gây mất đoàn kết, tài lộc bị sa sút, làm ăn luôn bị thất bại. Cố gắng nỗ lực hết mình, nhưng kết quả lại không có gì. Vòng tam hợp quý nhân là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, cát khí quý nhân, chiêu quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho từng tuổi. Vòng được làm từ các loại gỗ quý có tính kỵ tà, hóa sát và thâu thu tài lộc.
như gỗ huyết long, gỗ tử đàn, gỗ sơ đỏ kết hợp tinh tế với ba đá mã não đỏ, trên có khắc hình linh vật theo bộ tuổi tam hợp của bạn. Mang vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ. Từ đó công việc hành thông thuận lợi, quan hệ công việc tốt dần lên, vợ chồng hòa hợp. Khi mọi sự hành thông, tài lộc ắt sẽ tự đến, giúp gia chủ may mắn trọn đời. Sử dụng bát bảo tâm kinh của nhà Phật là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo cổ, giúp tăng phúc, cải mệnh cách, hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận cát khí, quý nhân tương trợ, tăng may mắn và chiều tài lộc cho thân chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Bát bảo tâm kinh có hình tròn tượng trưng cho hội tụ tinh hoa của đất trời, được làm từ bạc S999, mặt trước có hình bát bảo, là 8 vật phẩm cúng dường cho Đức Phật khi Ngài giáng thế, là biểu tượng của may mắn, tài lộc, thành công. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là thần chú may mắn mà Quan Thế Âm Bồ Tát trao cho Đường Tăng khi sang Tây Thiên Thỉnh Kinh. Mang theo thần chú này hóa giải được mọi yêu ma quỷ quái, giúp Đường Tăng bình an đến gặp Phật Tổ, thỉnh được chân kinh, tu thành 9 quả. Ngoài ra, với biểu tượng hoa sen là nơi tọa thiền của chư Phật, mang lại sự sang trọng, quý phái cho gia chủ. Mang theo bát bảo tâm kinh bên mình thì không tà ma nào xâm nhập được, từ đó may mắn, tài lộc, ùn kéo đến. Minh Quang Pháp Bảo. Dưới sự soi sáng của Đức Phật, Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Được chế tác từ bạc S990, Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí phong thủy hoàn hảo, chứa đựng linh khí của đất trời, được hội tụ của những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, được sự soi sáng của Đức Phật kèm theo chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy giúp khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt cho người sử dụng, giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, từ đó thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Dán lệnh phù thái tuế trước cửa nhà để chiêu cát khí, hóa giải thái tuế của năm. Đối với những con giáp bị phạm thái tuế như tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Mùi hoặc những hướng nhà xây vào những năm gia chủ rơi vào những năm phạm tuổi thái tuế mà không biết cách hóa giải thì hung họa không lường, tài vận, gia đạo ngày càng sa sút. Ngoài ra, những tuổi khác muốn được thái tuế che chở, giúp cho công việc cũng như tài lộc được hanh thông thuận lợi, cũng phải làm những điều này. Phù thái tuế là pháp khí hóa giải thái tuế được các đạo sĩ, phong thủy sư cùng các nhà nghiên cứu tâm linh lưu truyền trong nhân gian từ ngàn đời nay. Phù thái tuế đóng vai trò như một vật hộ thân, dán trước cửa hoặc mang theo bên mình để nghênh thái tuế, cầu bình an, giảm nhẹ tai ương, khó khăn trong suốt năm. Các cụ nhà ta có câu, cây có gốc mới nảy cành xanh lá. Vậy nên, khi làm việc gì cũng cần phải hiểu rõ cội nguồn, gốc rễ thì mọi việc mới hanh thông. Việc sử dụng vật phẩm phong thủy cũng vậy. Mọi vật phẩm phong thủy phải được khai quang, trì chú, đúng theo pháp của đạo gia. Kèm theo đó, kết hợp với việc xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của từng người sử dụng vật phẩm thì mới mang lại kết quả tốt nhất. Vậy nên, quý anh chị cần phải là người lựa chọn thông thái khi thỉnh vật phẩm phong thủy. Tại phong thủy Gia Cát, tất cả các vật phẩm phong thủy đều được thầy Gia Cát khai quang trì chú đúng cách theo pháp của đạo gia, kèm theo ngày giờ sử dụng theo từng tuổi của gia chủ để đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất cho gia chủ khi sử dụng. Hãy để lại số điện thoại và ngày tháng năm sinh của bạn. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn sẽ giải đáp tận tình chi tiết về vận hạn, cũng như cách lựa chọn cho mình phương pháp hóa giải tốt nhất.